Mệt hả con? Chơi nãy giờ mệt rồi. Nằm đi. Chị em có chị nó có sợ chị hơn thì chị hết bệnh là đừng sợ. Trời ơi, em là đi có ăn xin F0 mà em có đây nó khó lên chị mình cái này chị. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy nè? Ê đừng phá đừng phá. Thôi đừng phá chưa. Nước của mèo á, nước của mèo. Em lên nằm đi. Nó là cái nó về 5 kg mất à. Hai con một. Con bắt ba này, con bắt ăn. Đi đâu vậy? Mở cửa hả? Đi ông Bảy mở cửa cho con đi. Máy bay cô chú đây nè. Sao hả? Máy bay cô chú đi con. Nó té á. Ừ, nhớ lấy con Bảy nè. Thôi đừng phá con Bảy nè.